Oh, người đẹp, chào chị. Em biết chị đi lễ nữa hả? Dạ. Đến giờ lễ chưa? Chưa, đến nay nửa tiếng nữa. Dạ, hôm nay chị Duyên của chúng ta, một người phụ nữ phải nói rằng rất là nghị lực. Quý vị nhớ lại những cái hình ảnh mà một người phụ nữ lam lũ điều khiển một chiếc xe dài sòng sọc giống như một chiếc container gì đó, độc nhất vô nhì ở Sài Gòn. Phải nói là chưa bao giờ có được chiếc xe đó. Và chị đã với cây đi gấp từng ve chai trong cái chiếc xe có cậu con trai bị liệt đôi chân. Theo như một mạnh thường quân ở Canada, Toronto, anh Sinh Tố nói rằng những tưởng rằng Vương sẽ là người tàn phế, thế nhưng những cái phép màu đã có, mà phép màu đó chính là những cái tấm lòng vàng của hàng triệu khán giả luôn luôn quan tâm, cầu nguyện, và cuối cùng nó đã một kết quả rất là tươi đẹp. Một lần nữa chúng ta hãy nhìn ngắm người phụ nữ mà nhận được những cái sự yêu mến của quý vị trong suốt thời gian qua. Chị thức tha trong tà áo dài màu đỏ. Hello everyone, happy new year. I hope you guys have a good time in 2022. Xin chào mọi người, chào tất cả anh em, bà con, cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Em luôn ghi nhớ những gì mà anh em, bà con Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho mẹ con em vừa qua, và em cũng cảm ơn rất là nhiều. Ngày hôm nay con em nó đã đi được đến 80% rồi, và em cũng được anh này ảnh lên, ảnh ở trên nhà em, ảnh sẽ hỗ trợ cho cháu từ giờ đến Tết luôn. Thì sáng đến chiều thì có thể là công việc của em chắc nó gián đoạn một thời gian, vì ở nhà phải sợ nhiều khi bà con tới không có em ở nhà cũng không được. Ảnh làm tại nhà em luôn, thì có thể là nếu anh em bà con nào đâu thì sẽ ghi cái địa chỉ của em trong kênh của YouTube của Lê Tân Thiện đó, và số điện thoại của em đi, rồi em sẽ chỉ đường tới. Thì tới đây thì anh sẽ hỗ trợ cho bà con, thì ai hoàn cảnh khó khăn quá không có thì anh sẽ giúp đỡ. Địa chỉ của em là TX31 phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 090 671 8937. Thì nếu mà anh em bà con cô bác nào mà bị đau, bị nhức, mất ngủ hoặc thoát vị địa đệm đau giống như em á, thì tới đây ảnh chữa trị cho trong vòng 3 đến 4 ngày là cảm thấy người mình nó nhẹ đi. Vì ảnh cũng không có ở một chỗ. Em nghe ảnh nói là ảnh ở Đồng Nai, nhưng mà ảnh không có ở một chỗ, ảnh cũng đi hoài à. Mà thì giờ vừa rồi ảnh coi, ảnh thấy con em như vậy, ảnh muốn hỗ trợ cho con em. Thì cũng trong cái dịp này em không biết nói gì để em tri ân, em đền ơn đáp nghĩa được cho mọi người. Thì trong dịp này ảnh ở đây như vậy thì em cũng mong muốn bà con ai đau ốm thì tới. Nhà em thì tuy nó không có được cao sang, nhưng mà em cũng sẵn sàng điện nước này kia cũng có để cho mọi người sử dụng, chứ không quá đến nỗi là không có điện, không có nước thì chắc không làm được. Nhưng mà em cũng sẽ cơm nước cho ảnh để ảnh ở đây có thời gian ảnh làm cho bà con trong cái thời gian, vì Tết nhất cũng tới nơi rồi, cũng gần còn có bao nhiêu ngày nữa tới Tết hả? 20 mấy ngày nữa tới Tết chị, rồi. Thì em cũng rất là quan tâm cũng như là lo lắng là chị mới vừa chia sẻ đó. Là cái công việc mà đi nhặt ve chai, giống như là chị cũng từng chia sẻ là khi mà ổn định rồi chị đã cải tạo được chiếc xe, hai mẹ con tiếp tục đi nhặt ve chai để sống đó. Nhưng mà bây giờ thì nó lại phát sinh thêm một vấn đề là sẽ có một người thầy, người chú là chú Dung tới để chữa bệnh, thì chị sẽ bị gián đoạn cái công việc đó. Vậy thì nó sẽ phát sinh ra những cái chi phí là ăn uống ở nhà có thêm người, rồi điện nước, mà giống như chị mới vừa chia sẻ. Thì chị sẽ làm sao để mà dung hòa được cái khoản chi tiêu đó?
có thể làm đúng là rất là cần về cái vấn đề đó, nhưng mà chị sẽ gói ghém và trong cái đồng tiền, không phải là với một cái mức độ nào thôi, nhưng mà có nghĩa là buổi tối á, ảnh nếu mà không làm á thì chị sẽ để cho Vương ở nhà với nệ thầy, với nệ thầy ở nhà đó, rồi chị có thể tranh thủ đi tìm, nhưng mà mình đừng nói như vậy rồi không, rồi người sợ nhiều khi rồi ổng ngại đó ổng không ở. Đúng rồi, nó cũng hơi ấy. Nhưng mà thật ra thì em cũng đã từng nghe chị chia sẻ trong những video clip đầu tiên. Thì chú Dung chữa bệnh thì những người thật sự khó khăn nghèo khổ thì chú sẽ hoàn toàn miễn phí. Đúng. Nhưng mà chị cũng có chia sẻ là chú sẽ còn những cái phần mà người mà bình thường thì sẽ lấy từ 200 đến 250 ngàn. Đúng. Thì chị có thể giải thích thêm về cái chi phí đó ạ. Thì cái chi phí đó giống như là bây giờ người ta tới đây á, người ta chữa trị, nhưng mà giống như cuộc sống mà người ta đi làm thì người ta cũng phải cần tiền để người ta kiếm tiền, người ta sống cho vợ con người ta, cho con cháu chứ không. Chứ cái còn chị không có lấy, chị nói với chú rồi, nếu anh tới đây anh chữa điều trị cho con em thì cơm nước em lo, cái chỗ ngủ á thì bây giờ Vương nó vô trong nó nằm nó ngủ với chị thì anh cũng chịu, thì anh sẽ ngủ cái giường ngoài với Vương thì để ảnh có thời gian ảnh điều trị cho Vương, thì cơm nước thì chị lo như vậy đó, thì anh cứ yên tâm. Còn tiền bạc á, ví dụ anh, tại vì anh nói là bà con mình nào mà nghèo khó khăn quá anh không lấy tiền thì ok, chị cũng vì sao cái công sức của ảnh làm mà ở đây là không phải uống một viên thuốc nào hết, ảnh không có bán thuốc hay là không có bắt mình phải mua cái gì hết, nghe không? Còn bây giờ người nào mà ví dụ điều kiện có những người thì giống như hai này, nãy anh nói là lấy của người giàu thì san sẻ cho cái người khô rách đau ôm, người ta khổ quá, người ta không có thì người ta đau quá. Nếu mà nói vậy thì những cái người đau quá người ta không dám tới. Thì ở đây á là chị đã hỗ trợ cơm cho anh rồi, còn tiền bạc á thì cứ trả thẳng cho thầy, chứ chị không có đụng chạm, chị không có thích dính níu về tiền bạc đó nùm xùm rồi sau này rồi mất công rồi bà này bà lợi dụng ông thầy rồi chị sợ lắm nha. Thành nữ ra thì thôi, thì giờ anh em bà con nghe rất là rõ, em chị nói rất là rõ nè, có thầy tới đây chữa từ giờ đến Tết cho cháu Vương, sẽ ở tại nhà chị, cơm nước là chị no. Cơm nước là chị lo, thì chị nghĩ là nó không bao nhiêu ngày đâu. Thì chị sẽ gói ghém, là chị sẽ lo cố gắng bằng mọi cách. Còn về vấn đề tiền bạc mà thầy chữa trị thì mọi người á, có người khá giả đó thì trả thì đưa thẳng cho thầy, chứ còn chị không có nấy, chị không có đụng chạm vô tiền bạc. Thì đừng có để cho chị sợ sau này rồi nói là bà này bà lợi dụng con bà đau, cái người ta tới người ta điều trị rồi cái rồi bà lấy tiền này kia, chị không thích ha. Cái này là cơ hội để cho chị đền ơn đáp nghĩa Mạnh Thường Quân trong thời gian vừa qua đã hỗ trợ mẹ con chị. Dạ đúng rồi, chị khẳng định điều đó thì Lên Thiện cũng rất là an tâm. Quý vị những gì mà chị Duyên và cháu Vương được ưu ái về cái tình người trong suốt hơn một tháng qua, nó đã nói lên tất cả. Đó là lý do chị đang muốn thể hiện cái tấm lòng của mình tri ân hàng triệu trái tim, không phải là những người mà giúp chị trực tiếp về tiền hoặc là những cái điều kiện gì thì chị mới tri ân, mà những người chỉ cần điện thoại nhắn tin hoặc là comment trên kênh của Lên Thiện, những cái lời động viên nó như một liều thuốc vô cùng quý báu mà chị Duyên đang hàng ngày giống như là đang mang ơn của tất cả mọi người, đúng không chị? Và đó là điều mà chị đang chia sẻ, những cái gì mà chị thấy làm được có ích cho mọi người thì chị làm. Thì đó, chị cũng nói rất là rõ ràng, chị mong anh em bà con mọi người thông cảm, trong thời gian từ giờ đến Tết thì nó cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, và chị cũng, nếu chị sắp xếp được thời gian chị đi làm thì chị cũng sẽ đi thôi, nhưng mà vì nếu mà chị bỏ chị đi thì chắc chắn mọi người tới đây rồi ai chỉ đường rồi ai ra đón vô, thành thử ra chị nếu mà như vậy á thì chị sẵn sàng ở nhà chị hỗ trợ, chị sẽ ra chị đón ở cái đoạn đường nào đó, hoặc là điện thoại cho chị chỉ đường vô. Rồi
hỗ trợ cho chú để chú ổn định là cơm nước này kia, không có vấn đề về cái sức khỏe của chú, là không có có phải lo về ăn uống, vì ở đây đi ra ăn uống này kia nó cũng xa xôi mà cực nữa. Thành thử ra thôi thì chị, nếu chú ở đây chú hỗ trợ cho con chị như vậy thì chị cũng đã nói chuyện với chú rồi. Tiền bạc với những khách, những bệnh nhân anh ấy hoặc bao nhiêu tiền đó là chuyện của anh với bệnh nhân thôi. Còn anh tới đây anh hỗ trợ cho mẹ con em như vậy, em cảm ơn anh rất là nhiều rồi. Thì cơm nước em lo cho anh, cà phê thuốc cà phê thôi chứ thuốc lá thì em lo không nổi. Em xin lỗi nha, em xin lỗi. em cũng muốn khám nhưng mà em khám không nổi nữa, em khám đến đó thôi. ai la em chịu. Thưa chị Duyên, thì chị là người mẹ, người mà đang hàng ngày sâu sắc với tình hình sức khỏe của con mình. Chị chứ không ai khác, luôn luôn là người dõi theo từng bước thay đổi một cách tích cực nhất của Vương. Chị nhận xét như thế nào trong những ngày vừa qua, khi mà chị không có phải chở con mình đi đến những cái đường xa xôi để mà chữa bệnh nữa, thì chị thấy những cái thay đổi nó như thế nào? Ok, thì chị cũng cảm ơn tổng giám đốc của là chú Tuy và cô Lê và cô hai cô ở Spa Nguyễn, là những cái người khởi đầu tiên, là anh Long nữa, thì những cái người khởi đầu cho con chị và hỗ trợ cho con chị là tổng giám đốc của là chú Tuy á, là của Spa Nguyễn đồ, mấy người đó. Thì chị cũng chân thành cảm ơn rất là nhiều mấy người đó đã khởi đầu lại cho con chị và bắt đầu tập đi. Rồi thuốc, rồi anh Long thì cũng hỗ trợ cho con chị nó như vậy đó. Thì trong thời gian như vậy rồi thuốc của chị Kimini ở bên Mỹ đã hỗ trợ cho cháu được 4 viên. Thì chị nghĩ rằng cái này là nó được cộng tác là vừa... được mấy cô nhân viên Spa Nguyễn và anh Long và mọi người hỗ trợ cho con chị là vừa bấm nguyệt, vừa massage, vừa làm những cái công thức nó đúng và nó đi chung với thuốc, nó kết hợp với thuốc nữa. Thành thử ra ngày hôm nay cháu được đi như vậy á, là mỗi ngày bây giờ chân cháu nó đã thẳng ra được 80% rồi. Thì chắc chắn một điều đó thì mọi người thấy thì cũng rất là mừng. Và bằng chân của cháu ngày hôm nay nó hồng hào, máu huyết này kia nó lưu thông lại rồi, chứ không phải nó giống như lúc đầu chú Thiện gặp nữa. Chị đã tạ cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, thẳng đây thì Lê Anh Thiện cũng nói luôn, Lê Anh Thiện vừa nhận được một thông tin của một chú. Chú này cũng là nhắn cho Lê Anh Thiện xin cái chú là Văn Hoàng Mai, chú tên là Văn Hoàng Mai, chú ở quận 7. Yeah. Chú nhắn cho em là muốn xin em cái bao bì thuốc, thì em đã gửi cho chú. Đây nè thưa quý vị, đây là cái thông tin mà của chú Văn Hoàng Mai. Chú những ngày trước thì chú cũng nhắn tin cho Lê Anh Thiện để chú xin cái hiệu thuốc, thì Lê Anh Thiện đã gửi cho chú và chú đã tìm được cái nơi mua thuốc này. Nơi thuốc này là chú mua là ở số 2 đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1. Đó là một cái cửa hàng của Nhật Bản, cửa hàng bán những cái đồ dùng của Nhật Bản. Đây là chú đã gửi cho Lê Anh Thiện đây. Chú mua ở số 2 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Lê Anh Thiện sẽ cho quý vị cái số điện thoại trực tiếp luôn là 0903 00. Lê Anh Thiện sẽ để gõ ha. Nhưng mà một cái điều mà cũng rất là quan trọng thì chú nói rằng ở đó bán đến 1.450.000 một viên là quý vị. Lê Anh Thiện đang có mặt ở Jamon Shop, chuyên hàng Nhật cao cấp, ở địa chỉ số 12 Mạnh Chi, phường Đa Cao, quận 1. Nơi đây thì theo như một khán giả đã đến đây mua và cho Lê biết là có cái bán thuốc An Cung Ngu Hoàng Hoàng, loại thuốc của Nhật mà Vương Hot Boy Canada uống và đã có những cái tiến triển rất là tốt đẹp. Thì theo như Lê Anh Thiện biết thì là 1.200.000 một viên, nhưng mà ở đây thì nghe nói là bán đến 1.450.000 một viên. Thì để Lê Anh Thiện vô tìm hiểu nha quý vị. Là bao nhiêu một viên chị? Dạ 1.450.000 để giá luôn. Ở đây nè. Dạ. Cái này là tác dụng nó là cái gì chị? Phòng ngừa đột quỵ, hỗ trợ điều trị sau đột quỵ, các tai biến đâu á. Ví dụ như mình sau tai biến mình bị các biến chứng á, thì mình uống vào thì để nó phục hồi lại. Ở đây là bán đồ Nhật không à? Thuốc nào nội địa Nhật hả chị? Dạ đúng rồi.
em cung luôn hoàng hoàng. Cho nên là đúng rồi chị, thì bởi vì Lan Thiện là được người thân của cô Camille mua giúp thì nó chỉ có 1.200.000 thôi, nhưng mà còn một cái tấm lòng tốt nữa là chị ở đó là muốn là chị lấy 1.050.000 để mà dùng cái số tiền 150 đồng còn lại á để cho em đưa vô cái quỹ từ thiện giúp người nghèo, thì nó ra là số 1.200.000. Tuy nhiên một cái vị mà khán giả của kênh Lan Thiện sau khi được em cho cái to thuốc đã đến số 2 Mạc Đình Chi quận 1 để mua, phường Bến Thành quận 1 để mua, thì là chú nói là 1.450.000. Nếu mà Lan Thiện có những cái nguồn hàng từ con của cô Kimberly thì Lan Thiện sẽ cố gắng mua thêm nhiều nữa để cho quý vị nó đỡ được giá nào thì đỡ, đúng không thưa chị? Dạ. Vì cũng có hiểu nè, vì cái mặt bằng ở dưới có thể là ở dưới dưới đó, như mắc quá đầm là cái tiền nó lên tới 1.400.000 rồi. Dạ. Nghe thấy cũng cao quá. 1.450.000 chị. Thưa chị Duyên, nó bị nó nằm hả chị? Bây giờ là sắp đến giờ đi lễ chưa? Hồi bữa chị có hứa với em với khán giả rằng chị qua đây đứng đi cho nó phong cảnh nó đẹp, nó hữu tình hơn xíu. Là nè, ngày tiết nọ đúng không? Tiết nọ không? Ở sao không quên vậy ta? Không quên nhỉ. Lên xe qua. Không có đi Canada nè. Tự nhiên buồn ngay vậy đó. Nói đi chị. Quý vị ơi, chị Duyên sẽ chính thức làm cô dâu mới nha quý vị, và sẽ có một hot boy Vương khác nữa. Đói không? Rồi chia sẻ đi chị, cái câu là vẫn nói như thế nào ạ? Nó không nói thôi chứ mà tham khảo, nhưng mà Vương không đồng ý. Vương không chấp nhận. Vương nó không chịu. Vương mẹ phải đi Canada với Vương chứ còn không có bỏ Vương được. Vâng, thưa quý vị, nói cái chi tiết đó nó sẽ là nằm trong một cái phần tiếp theo. Khi mà chị Duyên đi lễ về sẽ kể cho chúng ta nghe toàn bộ câu chuyện là cái tình cảm mới nó như thế nào, bởi vì quý vị cũng thấy chị Duyên rất là xinh đẹp, còn trẻ mà chị cũng có quyền để mà tìm hạnh phúc mới cho mình khi mà người chồng đã quá cố rồi, thì đó là cái điều đương nhiên quý vị. Thế nhưng chị đang đề cập đến vấn đề là Vương có những cái ý kiến như thế nào, và người mẹ này liệu có gì hạnh phúc riêng của mình mà bất chấp. Nói chung là cái câu chuyện đó nó cũng khá hấp dẫn trong cái video clip tiếp theo. Điều mà quý vị luôn mong chờ rằng sẽ có những video mới nhất về sự thay đổi hàng ngày, những câu chuyện thú vị của mẹ con Hot Boy Canada, đúng không chị? Đúng vậy rồi, thì chị cho phép em dành lại cái phần đó cho một cái chương trình sau được không ạ? Ok. Và chắc chắn rằng những cái điều mà chị tiết lộ nó sẽ vô cùng hấp dẫn. Và điều mà em đang muốn chia sẻ, và những video clip trước cũng từng chia sẻ, chị thấy cuộc đời của mình đã có những cái sự thay đổi nào? Rồi thì chị cảm ơn rất là nhiều chị cả. Chị là ngày hôm nay thì nói chung là ngày hôm nay thì chị đã tự tin dám nói với mọi người một câu đó. Vì tất cả những cái chuyện gì nào là chị cũng ấy, nhưng mà chị từ chối. Thì từ ngày chị gặp Lê Tân Thiện và được Mạnh Thường Quân, được tất cả mọi người, anh em, bà con, cô bác gần xa yêu thương, thì chị đã thay đổi rất là nhiều, và niềm vui của chị nó tỏa sáng lên để cho anh em, bà con, cô bác cũng đều chung vui với chị. Chị cũng cảm ơn rất là nhiều. Mà phải là chị luôn chân thành cảm ơn YouTube Lê Tân Thiện. Thank you for everyone watching in Lê Tân Thiện YouTube. I'll be never forgot it. I'll be changed the first time he saw me. And okay, oh my God, look, I'm terrible. Look, I am a moving lady about 18 years old. But look at today, I am be okay. I believe it, what happened is night. It's insanity. So thank you for everyone helping me and watching that. Thank you very much. Bye bye. I have to go now.
Thank you very much. Bye bye. Vâng, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị về video này. Xin chúc tất cả mọi người những điều may mắn và hạnh phúc nhất trong cuộc sống và những gì hấp dẫn nhất về câu chuyện hai mẹ con của Hot Boy mang hai dòng máu Việt Nam Canada sẽ tiếp tục được lên hiện giới thiệu đến quý vị trong những video clip khác. Xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại ạ. Tiếp cận được lượng khách hàng mới và quảng cáo thành công cùng YouTube Lê Thương Thiện, hãy đến với chúng tôi, nơi đây có tất cả những điều bạn cần. Với hơn 800.000 lượt theo dõi, mỗi video thu về lượt xem trung bình lên đến hơn 50.000, thu hút người xem trong 10 giây đầu tiên. Cùng kinh nghiệm xây dựng kênh YouTube thành công, chúng tôi cam kết đây sẽ là công cụ marketing tối ưu, giúp bạn tăng nhận diện thương hiệu, mang đến những kết quả như mong muốn trong thời gian sớm nhất. Kênh YouTube Lê Thương Thiện tự tin sẽ đáp ứng được tất cả những nhu cầu khó khăn nhất của khách hàng, nhắm vào đúng đối tượng, sản xuất những nội dung phù hợp, dễ dàng tiếp cận với người xem. Liên hệ ngay với chúng tôi để có được dịch vụ quảng cáo với chi phí ưu đãi qua số điện thoại 0929683939 hoặc 0707071717 để được tư vấn và trợ giúp miễn phí.